Thời gian qua, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa mạnh mẽ, góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp. Phóng sự ghi nhận tại huyện Văn Bàn. Diện tích quế của gia đình chị Triệu Thị Mắn bước sang tuổi thứ tư đã cho thu hoạch từ tỉa lá. Nhờ được định hướng và hỗ trợ của xã, chị Mắn hy vọng nhờ cây quế sẽ giúp gia đình thoát khỏi diện hộ nghèo trong năm nay. Chú Vạn đầu tư được ít phân cho gia đình để trồng quế. Chú Vạn bảo là mua phân hữu cơ, nếu mới bỏ cây thì mình phải mua phân này cho nó tốt. Mua phân xong còn dư thì chỉ mua cây con được tầm 3.000 cây đó. Phấn đấu của cố gắng thoát nghèo trong năm nay. Bí thư đảng ủy xã Nậm Giạng, ông Bàn Thừa Vạn luôn đồng hành cùng người dân, nhất là những hộ nghèo như gia đình chị Triệu Thị Mắn. Với cương vị là người đứng đầu cấp ủy, ông Vạn luôn trăn trở tìm giải pháp để cải thiện đời sống cho bà con nhân dân, hoàn thành tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo đúng theo lộ trình xây dựng nông thôn mới đã đề ra. Tôi thường xuyên xuống cơ sở thăm nắm tình hình và có những cái khó khăn của nhân dân và kịp thời tháo gỡ. Như năm 2023, gia đình tôi và cá nhân tôi là cũng cho 6 hộ vay vốn không lấy lãi để mua phân bón và giống để về phát triển kinh tế. Tinh thần trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy Bàn Thừa Vạn đã được nhiều cán bộ đảng viên trong cấp ủy, chính quyền xã học tập và làm theo bằng những việc làm thiết thực. Nhiều cán bộ đảng viên sẵn sàng hỗ trợ bà con có thêm điều kiện để phát triển kinh tế gia đình. Đồng chí Bàn Thừa Vạn, Bí thư Đảng ủy cũng đã giúp được rất nhiều hộ, thì bản thân tôi cũng thấy gia đình mình cũng không phải là có điều kiện đâu, nhưng mà mình giúp được phần nào những cái hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thì bản thân tôi cũng học theo để cố gắng giúp đỡ một hai hộ gì đấy để cho những cái hộ khó khăn để đỡ đi cái phần nào. Không riêng tại xã Nậm Giạng, sau 3 năm thực hiện kết luận 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phục vụ nhân dân, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đã được lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của huyện Văn Bàn. Trong quá trình triển khai thực hiện thì những cái cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đã thể hiện rất tốt trong các cái chương trình, đặc biệt là trong cái lãnh đạo xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra thì cũng có nhiều cán bộ đảng viên gương mẫu trong việc mà đổi mới, vận dụng. Thì huyện Văn Bàn trong năm qua cũng đã có 20 nội dung đổi mới góp phần cho phát triển kinh tế xã hội. Một đảng viên ở địa vị càng cao thì càng phải giữ đúng kỷ luật của đảng, càng phải làm gương dân chủ. Lời Bác dặn đã và đang được đội ngũ cán bộ đảng viên của huyện Văn Bàn nói riêng, tỉnh Lào Cai nói chung hiện thực hóa bằng những hành động, việc làm thiết thực cụ thể.